rồi dốc ra nào. Ôi trời ơi này. Ui kinh. Đây nha, nha mọi người này, ổ ui. Ổ rắn luôn này. Ui này, ui ui ui, cái gì đây? Đây đây nha mọi người. Thì hiện tại là ba cô gái cô ấy đi ra vườn đây đi ra vườn làm gì đây? Em đang đi chăn gà. Thấy là thấy gà nó kêu kinh lắm. Ui giời ơi, ra thấy con rắn nó đang đây này. À đây. Đây nha mọi người, đây nè. Đây ra chạy hết rồi, không còn con nào đây luôn. Đây nha, hổ hổ mạng nhá. Đây nè. Nó vào đây, nó vào đây cắn gà 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 kia nhá. Gà bắt đầu chạy. Vào nó ăn trứng rồi. Đừng xem né né xa xa nhá. Kia đứng sang hết bên của anh ấy đi. Đứng sang hết bên đấy đi. Đây mọi người thì hiện tại là ba chị em là chắc là ra vườn nhá, chơi hay là chăn gà đấy mà phát hiện ra con rắn hổ mang nó đang bỏ đấy nhá. Đâu rồi nó đâu rồi Hưng? Đây. Nói. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui mấy con kìa. Ui ra đây ra. Ui cái gì vậy? Ui đây này. Ui giời ơi, một ổ rồi. Ổ luôn. Đây nữa này. Đây, mọi người. Dạ mạn chưa? Kinh nhỉ. Dạ ép chưa? Ui giời. Đây là hổ mang nha mọi người. Đây này. Kia cái một đồ con kia nó vừa chạy kia đấy anh ơi. Lượn đi anh ơi. Đây này. Nó ổ luôn chưa? Nó đây nha mọi người này. Yêu ơi kinh nhỉ. Con này kinh chị như này. Sao con này quay vằn khiếp này. Ui giời. Này. Đây nhá, đây là chắc là nó có cái tổ ở trong đây nha mọi người. Nó nằm đây đâu rồi? Con này nằm ở đây đâu rồi? Em nhìn thấy một con đấy. Rồi thấy một con thôi. Em có nhìn thấy một đây con. Em này. Này. Đâu. Đây nữa này. Này là may là ba chị em có nhìn thấy một con thôi chứ không phải nhìn trong một đống này nha mọi người. Đây là mình chỉ nó bò trong thì mình vạch ra thử thôi. Kinh khủng luôn. Cái bánh nó ác nhỉ. Yêu ạ kia anh ơi. Cháy ấy, không có nào ra phát là đỏ đấy. Ê ôi. Này đây nằm đây này. Có hai con nữa này. Đây kia anh kìa. Đâu. Đây. Ôi trời. Mấy con luôn. Đây nữa này. Bên kia cũng có này. Đây mọi người thì nó nằm hết ở cả bên đây nhá. Đây anh lật cái này ra này. Nó lượn nhanh như kìa kìa. Cái nó chui như kìa. Trong đây hết này mày. Đây này. Đâu rồi? Dưới đây này. Nó ở trong đây phải không? Đây. Nó ở trong đây này. Rồi cóc cốc này. Thấy không? Ấy, thấy không? Đây này, bây giờ là nó nằm hết ở trong đây, giờ mình bắt nó mới khó này nghe. Ui đời này, trong đây. Đây này. Ui giời ơi, đây này. Cái gì đây? Đây này. Ui. Này nó bò hết ở trong đây luôn này. Tiếp kìa. Đâu kia con kia nó bấu kìa. Anh ơi, đứng bây giờ là mình chắc là phải dốc ra đấy. Dốc ra nào. Ôi trời ơi này. Ui kinh. Đây nha mọi người này, ổ rắn luôn này. Ui này, ui cái gì này, nhìn trông nhiều chưa này. Ui giời. Ui kinh nhỉ. Gớm thế nhỉ. Đây này, đây này, con này nó mới kinh này. Con này bị đen. Ê ui dã man thế nhỉ này. Nhìn nó treo này. Ui. Ê ui kinh thế anh ơi. Kinh nhỉ này. Ê ui dị nhỉ. Ủa kinh, nó nằm ép hẳn chỗ này xuống đây. Trứng nó. Trứng à? À không phải. À không phải. Đây là bộ này nó vào trong đây, vào trong đây ngủ đông thôi. Đi xem con nào chạy ngoài đấy không anh gái. Ê thế bây giờ là mấy con này giờ làm sao giờ anh nhỉ? Bắt hết này, rồi. Ôi ôi này nhìn đây, đây em người nhìn này. Ấy nó này. Này. Ôi. Em ơi. Đó tí này xem. Đây này nhìn chưa? Nhiều chưa? Có đâu này. Kệ nó. Đây xem này. Đây này. Đây này, con này nó đang nằm bò đầu. Đây chưa? Đây nó nha mọi người. Kia nó bò cả hết sang bên đây này. Nhặt kiểu gì ra anh nhỉ? Xem nào. Đây nhá, bây giờ em để giữ. Rồi. Đây này, nó đang thúng ở đây này. Ê. Ui giời. Thế mà. Kinh chưa? Này. Đây. Cẩn thận đây em. Kinh thế nhỉ. Đây. Kéo nhá. Tay nhá. Ôi. Đây là. Ui mình này nó to. Đây này, cái đó. Con này ác lắm kìa. Đây này. Ui giời. Nó ngủ đấy. Con này. Ra. À đấy con à. Rồi. Mình tính. Đây này. Kệ đi. Nhấc hẳn cái đấy vứt ra ngoài đi anh. Này. Ui một ổ này, nhúc luôn này.
Yêu sợ chưa? Túm hết đuôi mà anh. Ừ rồi rồi, túm hết đuôi đi anh ơi. Rồi rồi, cái đó. Con này không chạy được. Giữ lại đi. Đây nó nằm đây. Ui. Đây hiện tại là thời tiết đang mưa nha mọi người. Ui giời. Này có mấy con gà ra đây nào, nó sơi tái hết rồi. Con đi đâu rồi? Nó ăn thịt rồi. Này nó vào ăn hết rồi. Đây, mấy chị em cũng phát hiện ra là trứng gà nó mất rồi nha mọi người. Thì gà nó kêu thì hôm nay mới đầu phát hiện được một con đây. Thì trong này phải không? Rồi, bình tĩnh. Đây này, đưa em nhấc cái cây ra. Đấy. Ui, giải một chùm luôn rồi này. Mất quả nữa. Quả đâu? Rồi. Yêu nhiều chưa? Thấy không mọi người nhìn này. Còn nữa cơ. Rồi, bình tĩnh. Thấy không mọi người, ở trong đây hiện tại vẫn còn nhé. Đây. Thế mọi người thì cũng không biết là bao nhiêu con cả. Bây giờ chắc con em này anh em mình sẽ cứ cho mấy con này vào trong túi trước đi anh em. Đây. Ôi giời ơi này. Anh hạ đặt nó ra nó nuôi lên này. Kinh chưa? Này một chùm luôn này. Đây mọi người nhìn này. Nó một chùm luôn rồi. Em lấy anh cái túi ở trong cái nàn. Ôi trông nhìn nó vò này. Kinh nó đàn nhau em ạ. Kinh nó đàn chéo nhau này. Ừ, em nói cho xem còn con nào. Đây anh em từ từ này. Này, anh em. Cho nó vào đi. Kiếm nhỉ con kia lẻ lưỡi. Đây này. Ui giời kinh này. Cho làm sao được còn một chùm được vậy dây. Đây dây cho từng con một thôi. Nhìn nó quấn kìa. Nó quấn. Ghê lắm. À, kinh chưa. Đây. Đuôi nó quấn với nhau kinh này. Ui giời. Một ổ nhúc luôn. Ui giời ơi. Kiếp. Là trông gớm nhỉ. Ui giời. Thằng đeo ơi. À. Thôi. Trăng đi. Ý giời. Xem là được bao nhiêu con? 3 con này. Thấy chưa? 4 con này. 5 này. Ui 8 con. Ui giời. Thôi không có gì chứ ơi. Đây này. Đây là một con này. Ừ trong một con đấy. Đây toàn hổ mang. Cái loại này nó cắn một phát là toi luôn nhá. Nên là mấy chị em chú ý nhá. Ok nhá. Anh buộc nó vào thử nào. Buộc vào xong bắt đầu xem thử ở đây xem là có nhiều lắm ấy. Đây mọi người thì tiền thể là 3 chị em ở đây thì anh em mình sẽ xem thử xem là liệu còn con nào không thì sẽ bắt nó nốt cho mấy chị nhá. Ui xót à. Đây này. Thấy chưa? Đây là nó xót mất một con nha mọi người, tí nữa này không biết được thì... Đây này, không biết là ở dưới gầm này có không nữa này. Này là bây giờ chắc anh em mình sẽ xin phép mọi người là tắt cái video này để bắt đầu kiểm tra ở khu vực này xem liệu nó có còn không. Thì là mọi người đó xem clip tiếp theo anh em nhá, xin chào mọi người nhá. Mọi người.